Nước từ các hồ và các sông trên thế giới chỉ chiếm 1% tổng lượng nước trên trái đất. Nguồn nước ngọt từ các dòng sông là vô cùng cần thiết đối với sự sống trên đất liền. Thế nhưng, áp lực gia tăng dân số lại đang gây ra nhiều sức ép lên nguồn nước này. Sông cung cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ nông nghiệp. Từ xa xưa, con người đã di chuyển trên các dòng sông và xây dựng nhiều thành phố hai bên bờ sông. Sông là một phần tất yếu của vòng tuần hoàn nước, trong đó nguồn nước ngọt dưới dạng mưa hoặc tuyết đổ ra đại dương. Tại đây, nước sẽ bốc hơi tạo thành mây và sau đó mưa lại xuất hiện. Sự sống của các loài động vật và thực vật phụ thuộc vào vòng tuần hoàn này. Sông Nin ở châu Phi là dòng sông dài nhất trên thế giới. Từ thời cổ đại, dòng sông dài 6.800 km này là một phần quan trọng trong cuộc sống của con người và các loài động vật sống dọc con sông. Sông Nin chảy qua lãnh thổ của 10 quốc gia. Thế nhưng, Hiệp ước Sông Nin năm 1929 cho phép Ai Cập sử dụng phần lớn nước của dòng sông này. Ông Barbanas Okwash, năm nay 67 tuổi, và hiệp ước được ghi kết khi bố mẹ ông còn nhỏ. Trang trại rộng 1 hectare cạnh hồ Victoria, Kenya, thuộc quyền sở hữu của nhiều thế hệ gia đình ông. Hiệp ước này bị chỉ trích bởi các nước Đông Phi vì nó ngăn cản sự phát triển của các quốc gia vùng thượng nguồn. Ông Okwash cho biết chính hiệp ước đã khiến ông không thể mở rộng trang trại. Okwash says the treaty is stopping him from expanding his farm. Hồ Victoria là nơi khởi nguồn của sông Nin Trắng, nhánh dài nhất của sông Nin. Đây cũng là hồ nhiệt đới dài nhất trên thế giới và là nút trung chuyển giao thông quan trọng của ba nước Uganda, Tanzania và Kenya. Nền nông nghiệp của tất cả các quốc gia như Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Congo, Sudan và Ai Cập đều phụ thuộc vào dòng sông Nin. Thủ đô Ai Cập của Cairo nằm bên bờ sông Nin và chính nhờ hiệp ước này mà Ai Cập có quyền bác bỏ bất cứ kế hoạch thủy lợi nào ở vùng thượng nguồn có nguy cơ ảnh hưởng tới mực nước sông Nin. Hơn 95% lượng nước ở Ai Cập lấy từ dòng sông và phần lớn người dân Ai Cập sinh sống tại thung lũng sông Nin chủ phú, dù nơi đây chỉ chiếm 4% diện tích đất tại nước này. Dân số ở đây đang dần tăng lên, vì thế nhu cầu sử dụng nước cũng tăng theo. Nhưng nhiều nước ở khu vực cận Sahara đang đấu tranh cho quyền bình đẳng trong việc sử dụng nước sông Nin. Việc đòi hỏi sự công bằng trong việc sử dụng nước sông Nin đang trở thành một vấn đề nổi cộm trên thế giới. Thực tế, Ai Cập với quyền hạn lớn như vậy đã tác động đến vấn đề chính trị quốc tế đầu thế kỷ 20 khi bản hiệp ước được đưa ra. Hàng năm, lũ sông Nin mang theo mình những chất dinh dưỡng có vai trò như một loại phân bón tự nhiên. Năm 2004, lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra một cuộc thám hiểm vượt sông Nin Trắng. Nhóm thám hiểm gồm 5 người đến từ Ireland, New Zealand và Nam Phi, được tài trợ bởi tổ chức quốc tế CARE. Tại nhiều nơi, đoàn thám hiểm sông Nin phải cần đến sự giúp đỡ của người dân địa phương để vượt qua những quãng đường nguy hiểm. Họ bắt đầu chuyến hành trình từ thác Bujagali ở Jinja, Uganda, men theo hồ Victoria tới Sudan và cuối cùng tới Ai Cập và Địa Trung Hải. Sau khi vượt qua những đoạn sông nguy hiểm tại khu vực công viên quốc gia Murchison, Uganda, đoàn thám hiểm dành chút thời gian để xem xét những hiểm nguy mà họ sẽ gặp phải. Một trong những vấn đề lớn nhất tại khu vực này đó là sự xuất hiện của những con hà mã và voi. Bất cứ khi nào đoàn thám hiểm dừng chân, họ lại thu hút sự chú ý của đám đông những người tò mò. Một trong những lý do cho cuộc hành trình là thúc đẩy sự gắn kết giữa những dân tộc sống dọc bờ sông Nin. Đoàn thám hiểm được trang bị hai chiếc phao bè dài 5 mét. Khi đến vùng sông rộng và tĩnh lặng, những người trong đoàn thám hiểm phải tự chèo thuyền. Trong hai chuyến đi trước, đội thám hiểm đã sử dụng cano và phần lớn thời gian họ buộc phải dùng phao bè. 4 months later,
4 tháng sau khi vượt qua những vùng đất hoang sơ, qua khu vực xảy ra chiến tranh và qua các khu rừng, thì hai chiếc bè đã đi qua thành phố lớn nhất bên dòng sông Nin. Đó là thủ đô Cairo của Ai Cập. Những nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ 19 đã cố gắng để vẽ được bản đồ dòng sông dài nhất thế giới. Chiếc thuyền gỗ đơn sơ đã không thể chống chọi được với dòng nước dữ dội phía thượng nguồn. Tại một số nơi, dòng sông đã biến thành những vùng đầm lầy rộng lớn. Đoàn thám hiểm đã vượt qua 40 thác gành đặc biệt nguy hiểm và đã để mất một mái chèo trước hàm răng cá sấu. Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã sống ở Đông Phi ít nhất là 5 năm. Tổng cộng, họ đã có đến 50 năm kinh nghiệm trong suốt các hành trình. Ngay sau khi ra khỏi khu vực thủ đô Cairo, sông Nin đổ ra thành nhiều nhánh, chảy qua vùng đồng bằng màu mỡ. Đoàn thám hiểm có mặt tại thành phố Rosetta, khu vực Địa Trung Hải, nơi có thạch đàn Rosetta với những chữ tượng hình được khắc trên đó. Điểm đặc biệt là nhánh sông cuối cùng Atbara lại đổ vào sông Nin ở Sudan. Nếu không có các nhánh sông đổ vào, thì sông Nin ở Ai Cập thậm chí còn nhỏ hơn ở Sudan. Nhà sử học thông thái Herodotus đã nói Ai Cập cổ đại là món quà của sông Nin. Nhờ dòng sông tuyệt diệu này mà những người dân Ai Cập đầu tiên đã có thể gây dựng một nền nông nghiệp lúa mì, mang lại sự phát triển cho nền văn minh Ai Cập cổ đại. Mặc dù con người đã sinh sống và hoạt động bên bờ sông Nin trong suốt 8.000 năm qua, nhưng chuyến thám hiểm mang tên Chinh phục sông Nin là chuyến đi đầu tiên vượt qua toàn bộ chiều dài của dòng sông. Kể từ đế chế La Mã, con người đã ra sức tìm kiếm thượng nguồn sông Nin. Thế nhưng, các chuyến thám hiểm vào thế kỷ 19 vẫn không thể nào xâm nhập vào vùng đầm lầy ở Sudan. Sau khi dừng chân tại thành phố Cairo, đoàn thám hiểm đã hoàn thành nốt đoạn sông dài 200 km cuối cùng để tới thành phố Rosetta, Địa Trung Hải trong vòng 10 ngày. Chuyến đi dọc sông Nin được thực hiện trong 18 tuần. Bộ phim kể về chuyến đi mang tên Dòng sông dài nhất được ra mắt vào năm sau đó. Các hình thái thời tiết trên thế giới đang dần thay đổi. Điều này hiện ra rõ ràng hơn tại các dòng sông lớn. Kỷ lục về các cơn bão liên tục bị phá vỡ. Khắp châu Âu, các hiện tượng thời tiết cực đoan của thế kỷ được lặp lại 5 năm một lần. Vùng đất cao này đã không còn an toàn. Trong khi ở nhiều nơi, con người đang phải vật lộn với bão lũ, thì có vùng phải hứng chịu những đợt hạn hán chưa từng có xảy ra. Cách đây 2 năm, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 100 năm đã tàn phá khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Lòng chảo Amazon ở Nam Mỹ trở nên khô cạn. Tại thủ phủ Manaus, bang Amazonas, Brazil, hàng chục tàu thuyền mắc cạn ở khu vực lòng sông sau khi nước rút đi. Phao cứu hộ và các bến tàu nổi nằm trên mặt đất khô cằn. Cách điểm giao với sông Rio Negro một đoạn, hàng km lòng sông Rio Solimoe đã biến thành những cồn cát. Các nhà khí hậu học cho rằng nhiệt độ nước biển tăng cao là nguyên nhân gây ra hạn hán, thế nhưng nhiều người lại khẳng định việc khai thác gỗ tràn lan chính là thủ phạm. Một nhánh sông lớn khác là Rio Madeira đã trở nên khô cạn đến mức các tàu chở hàng không thể tới thành phố Porto Velho. Vì vậy, người ta phải sử dụng xe chở nhiên liệu từ miền Nam Brazil. Nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Gần đó, hàng ngàn con cá đang thối rữa trên bề mặt đáy khô cạn của dòng sông Paraná de Manaquiri. Những đàn cá piranha nằm thoi thóp ở những vũng nước còn sót lại.
Tại Manaus, thông thường cả hai dòng sông Amazon và Rio Negro đều rộng hơn 8 km, sâu 300 mét, và dù mực nước cuối mùa khô có giảm xuống, nhưng chưa bao giờ người dân địa phương lại phải chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Đợt hạn hán cũng tác động đến cuộc sống của các cộng đồng dân cư trong khu vực lòng trào. Thống đốc bang Amazonas tuyên bố 16 thành phố tự trị rơi vào khủng hoảng. Đợt hạn hán đã làm con sông khô cạn, khiến người dân không thể mua bán thực phẩm. Trên thế giới, lòng trào Amazon là lưu vực sông rộng nhất. Sông Amazon chứa 1/5 trữ lượng nước ngọt của thế giới. Chính bởi tầm quan trọng của dòng sông này mà bất cứ thay đổi nào xảy ra đều ảnh hưởng tới các hình thái thời tiết trên toàn cầu. Nhưng không chỉ có sông Amazon đang phải hứng chịu những thay đổi này. Tại khu vực Đông Nam Á, lượng nước sông Mekong cũng giảm đi. Người ta cho rằng các đập nước ở Trung Quốc và các đợt hạn hán chính là thủ phạm gây nên mực nước thấp kỷ lục. Cuộc sống của hàng triệu người dân Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đang bị đe dọa. Dọc bờ sông khô cạn ở tỉnh Mukdahan, Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 600 km về phía bắc, những ngư dân địa phương đang lội đi trong dòng nước nông. Các con tàu đánh cá nằm im, không sử dụng được. Với mực nước thấp nhất từ trước tới nay, những gì mà các ngư dân đánh bắt được chỉ còn khoảng 30% so với mức bình thường. Theo Ủy ban sông Mekong, bao gồm các thành viên là Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, thì dòng sông đang có xu hướng cạn dần. Nhiều phần của dòng sông đã trở nên nguy hiểm cho các con tàu chở hàng, với các bờ cát dài tới 3 km nổi lên giữa dòng nước tại những vùng nước nông. Sông Mekong là trái tim của khu vực Đông Nam Á. Nguồn thực phẩm, nước và giao thông đi lại của hơn 60 triệu người dân đều dựa vào con sông này. Tình trạng mực nước thấp kéo dài có thể sẽ tác động mạnh mẽ đến loài cá da trơn và khoảng 1.500 loài cá khác trong hệ thống sông khu vực Đông Nam Á. Lượng mưa giảm và nhu cầu ngày càng cao của dân số nông nghiệp đang tăng lên dọc con sông được cho là nguyên nhân khiến mực nước giảm đi. Nhưng nhiều người tin rằng việc xây dựng đập ở Trung Quốc có liên quan đến tình trạng hạn hán. Các nhà phê bình cho rằng không phải ngẫu nhiên mà đợt hạn hán tồi tệ nhất trong những năm qua xảy ra vào năm 1993, thời điểm hoàn thành đập nước lớn đầu tiên ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Kể từ đó, Trung Quốc đã xây dựng thêm một đập nước nữa và đang có kế hoạch xây thêm 6 đập nước khác. Tất cả những con đập này sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới cuộc sống của những người dân khu vực sông Mekong. Các nhà môi trường học cho rằng sông Mekong có thể sớm trở thành con sông có nhiều đập nhất trên thế giới, với hơn 100 đập lớn và hàng loạt dự án tưới tiêu đang nằm trong kế hoạch xây dựng và hàng ngàn dự án nhỏ hơn đã được triển khai. Sông Dương Tử ở Trung Quốc là con sông lớn thứ ba trên thế giới, chiếm hơn 1/5 dân số thế giới, nhưng trữ lượng nước ngọt chỉ có 8%. Trung Quốc đang gặp phải một vấn đề về nước ngọt. Một kế hoạch phân phối lại nguồn nước có tên là Dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đang được thực hiện. Dự án sẽ được hoàn thiện vào năm 2050 và sẽ kết nối 4 con sông chính ở Trung Quốc. Với 3 phân tuyến trên khắp đất nước, đây sẽ là dự án lớn nhất lần đầu tiên được thực hiện. Vấn đề ô nhiễm cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nước ở Trung Quốc. Dòng sông Dương Tử bị ô nhiễm nặng nề khiến việc cung cấp nước cho miền Nam còn gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa nói đến việc đảm bảo nước cho 200 triệu nông dân canh tác ở vùng đất khô cằn phía Bắc. Nhiều đợt hạn hán liên tiếp ở phía Bắc khiến các quan chức phải tìm ra những giải pháp mới. Tinh thể bạc iodua được dùng để gây mưa. Thế nhưng, việc bắn mây sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu nước ở miền Bắc trước khi kế hoạch lớn đưa nước từ Nam ra Bắc đi vào hoạt động.
Số dân khổng lồ và nhu cầu sử dụng nước ở Trung Quốc đã gây nhiều vấn đề cho các động vật sống bên dòng sông. Cá mỏ dày Baiji, một loài cá heo nước ngọt sống tại sông Dương Tử, có thể đã bị tuyệt chủng. Một cuộc tìm kiếm dọc chiều dài con sông đã không thể phát hiện thấy một con cá mỏ dày nào nữa. Các nhà khoa học tin rằng phải có đến hàng trăm con cá Baiji sinh sống trong dòng sông thời điểm cuối những năm 1970. Loài cá này có liên quan đến một số loài cá nước ngọt khác ở sông Mekong, sông Ấn và sông Hằng. Tất cả đều có nguy cơ tuyệt chủng cao hoặc đã bị tuyệt chủng. Cuộc khảo sát năm 1997 xác nhận còn 13 con cá Baiji sống sót và con cá cuối cùng được nhìn thấy là vào năm 2004. Những cuộc khảo sát gần đây đã không thể tìm ra bất kỳ một con cá heo nước ngọt nào nữa. Con cá Baiji cuối cùng sống trong điều kiện nuôi nhốt có tên là Kỳ Kỳ đã chết vào năm 2002. Chính phủ Trung Quốc đã lập một khu dự trữ chăn nuôi tại một hồ ở tỉnh Hồ Bắc nhằm tìm kiếm cá Baiji, nhưng họ đã không thấy một con cá heo nước ngọt nào trong tự nhiên. Loài cá heo ở đồng bằng Châu Giang cũng bị đe dọa. Chất thải công nghiệp độc hại, hiện tượng đánh bắt cá bừa bãi cộng với việc phát triển cơ sở hạ tầng đã làm ảnh hưởng tới sự sống của loài cá. Những con cá này sống trong một khu dự trữ ở Hồng Kông được mang tới để kiểm tra. Cũng được biết đến với tên là cá heo Irrawaddy, loài cá này thực chất là loài sống ven bờ biển, sau đó đã bơi vào các con sông ở Đông Nam Á, Ấn Độ và Philippines. Các loại thuốc trừ sâu bao gồm thuốc trừ sâu DDT vẫn được sử dụng tại Trung Quốc và được tìm thấy trong các mẫu mô cá heo với một lượng cao ở mức báo động. Những chất này phá hủy hệ miễn dịch của loài cá và giết chết những con cá non. Những con cá heo còn phải đối mặt với các mối đe dọa khác, bao gồm mối đe dọa từ các con tàu đi lại trên dòng sông. Tại Anh, người ta đã thấy một sự phục hồi mạnh mẽ của một loài sinh vật sống trong dòng sông Thêm. Loài rái cá trước đây đứng trên bờ vực tuyệt chủng tại nước Anh nay đã quay trở lại nhờ một chương trình làm sạch nước dòng sông. Các chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để biến khu vực sông Thêm trở thành khu vực cho loài rái cá làm tổ. Sự trở lại của loài rái cá khiến người dân địa phương rất vui mừng vì đó là dấu hiệu cho thấy môi trường ở dòng sông đang dần tốt hơn. Sông ngòi đóng một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người, đến mức mà khắp nơi trên thế giới, người ta tổ chức các lễ hội tôn vinh những dòng sông đã mang lại sự sống và sự trù phú cho đời sống con người. Tại Campuchia, lễ hội nước hàng năm ở Phnom Penh trùng với dịp trăng rằm vào tháng 12 âm lịch. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ chiến thắng của quân đội Campuchia trong cuộc đua thuyền trên sông Mekong. Thời điểm lễ hội bắt đầu, những người chèo thuyền trong bộ đồng phục sẽ diễu hành trước cung điện hoàng gia để người dân có thể nhìn rõ đội của họ trước khi cuộc đua diễn ra. Đua thuyền đã xuất hiện ở đây từ thời xa xưa. Trong ngày diễn ra cuộc thi, các thuyền sẽ tham gia thi đấu theo đội trong quãng sông dài khoảng 1 km. Lễ hội cũng là dịp để người dân tỏ lòng kính trọng đối với dòng sông Mekong vì đã ban tặng cho họ vùng đất màu mỡ và vô số những loài cá. Từ khắp nơi trên đất nước Campuchia, người dân đổ về thủ đô Phnom Penh. Những đám đông hàng trăm nghìn người đều bị thu hút bởi lễ hội. Mỗi con thuyền có tới 70 tay chèo. Và khi đạt đến tốc độ tối đa, họ sẽ tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt. Lễ hội nước quả thực là một sự kiện quốc gia. Người dân trên cả nước đã dành gần một năm để chuẩn bị cho con thuyền của làng mình. Quốc vương Norodom Sihamoni tham dự buổi lễ và ông sẽ tự tay bắn pháo hoa từ chiếc thuyền nghi lễ. The water
Lễ hội nước trùng với dịp trăng rằm trong tháng Phật giáo Kade Úc. Đối với người Campuchia thì trăng tròn là một điều tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Quốc gia láng giềng là Thái Lan cũng tổ chức lễ hội nước. Trên khắp cả nước, người dân tập trung bên cạnh hồ nước, dòng sông vào buổi tối và thả trôi hàng ngàn ngọn nến lấp lánh nhằm cầu nguyện cho giấc mơ trở thành hiện thực, đồng thời mang đi những điều không may mắn. Tại Bangkok, lễ hội hoa đăng Loy Krathong bắt đầu với việc người dân mang những chiếc đèn lồng hình hoa sen đến thả ở những dòng sông gần bên. Loy có nghĩa là thả trôi, còn Krathong là đèn hoa sen, thường sẽ được làm từ lá chuối. Đèn có hoa, một cây nến và ba nén hương. Trước khi thả đèn, có người sẽ cắt móng tay, cắt tóc, rồi để vào trong đèn cùng với một vài đồng xu. Lễ hội này là sự kết hợp giữa truyền thống và tôn giáo. Nó đã diễn ra suốt bao nhiêu năm qua, thu hút sự chú ý của cả người dân Thái Lan và người nước ngoài. Lễ hội hoa đăng Loy Krathong là một trong những lễ hội phổ biến nhất ở Thái Lan, được tổ chức hàng năm sau mùa mưa vào đêm trăng rằm tháng 12. Lễ hội tôn giáo lớn nhất của thế giới được tổ chức tại dòng sông Hằng linh thiêng. Hàng nghìn người dân Hindu khua đinh ba tới sông Hằng để tắm trong một ngày được cho là may mắn nhất trong lễ hội Adkumela kéo dài 6 tuần. Hàng chục triệu người hành hương tập trung tại lễ hội cổ xưa để rửa trôi đi tội lỗi và giải thoát bản thân khỏi chu kỳ luân hồi của trần gian. Người ta tin rằng việc tổ chức kỷ niệm lễ hội Kumbhela đã xuất hiện cách đây hàng ngàn năm vào thời Vệ Đà. Các hoạt động khác bao gồm nói chuyện về tôn giáo, niệm thần chú, tế thần, vân vân. Trước lúc bình minh, các nhà tu hành từ khắp Ấn Độ tập trung ở Allahabad là ngã ba của sông Hằng, sông Yamuna và con sông thần thoại Saraswati để tắm rửa và nhanh đến được cõi Niết Bàn. Hàng ngàn người cố gắng kiếm một chỗ trên bờ sông chật kín người. Nhiều người trong số họ dùng những bình kim loại để chứa nước thánh mang về nhà chữa bệnh cho người thân đang ốm hoặc sắp qua đời. Lễ hội diễn ra khoảng 3 năm một lần. Còn riêng lễ hội Adkumela được tổ chức 12 năm một lần tại Allahabad. Năm 2001, lễ hội này thu hút khoảng 50 đến 70 triệu người hành hương.